Thưa quý vị, những vụ lùm xùm về việc nghệ sĩ làm từ thiện vẫn được nhắc đến thời gian qua, đặc biệt là ca sĩ Thủy Tiên. Dù là đã tiến hành sao kê số tiền nhận và làm từ thiện, thế nhưng cho đến nay thì các cơ quan chức năng vẫn nhận được những đơn tố cáo cho rằng ca sĩ Thủy Tiên có khuất tất trong hoạt động từ thiện, có hành vi lạm dụng tín nhiệm và chiếm đoạt tài sản. Hiện thì các hoạt động từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên cũng đang được chính quyền một số địa phương tra soát để cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hiện có ít nhất 2 huyện là Hưng Nguyên và Thanh Chương ở Nghệ An được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu báo cáo chi tiết về công tác từ thiện giúp đỡ đồng bào miền Trung trong trận lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng đã có văn bản gửi các xã, thị trấn về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đợt hoạt động từ thiện năm vừa qua của nữ ca sĩ này. Bởi theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Quảng Bình và Ban dân vận tỉnh ủy, thời điểm này ca sĩ Thủy Tiên đã không liên lạc với các đơn vị ở phía địa phương về việc thực hiện cứu trợ và hỗ trợ tại đây. Hiện thì cùng cảnh sát hình sự phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ở 7 tỉnh miền Trung bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương này.